Gốm và Bonsai Podcom xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi vừa giao lưu được một poesy, một poesy này, xí búp hồng đẹp, búp hồng hay búp đỏ, cuốn này cũng đỏ hay sao ấy. À, búp hồng. Fuji giang làng. Form giang làng đẹp. Nên chúng ta cùng quan sát chi tiết bệ. Bệ đây là đang bị vùi rêu thôi các bạn. Bốn tay chuyển bốn hướng, bốn tay này chuyển bốn hướng, một này, hai này, ba này, bốn. Đó, đây chúng ta cũng quan sát thân này có cái sẹo này, sẹo khoảng tầm này. Đấy, nhưng mà bắt đầu là vén rồi quý vị các bạn, sẹo đã kéo dần rồi, và bên trên cũng vậy. Đây là có thể là mặt chính này, mặt chính cây này, từ cút này chuyển cút này là 30 cm. Đó. Chiều cao đây, chiều cao trong khoảng tầm độ 17 cm. Đó, trên một cái chậu, trên một chậu cũng là 30-20. Chủ cụ đã làm đầy đủ hết rồi. Khi tôi giao lưu được VC này thì coi như đã chỉ việc chơi thôi. Đó, chỉ việc chơi thôi. Tay nào cũng có dễ buông xuống. Oh, già đâu quý vị này, già lắm. Trên một chậu đồng nai cũ, đồng nai xưa, mỏng, trên chậu này mỏng. Cây này tôi lấy về được hôm kia, nhưng mà ngày không thời gian, tối với tranh thủ tôi mới làm rồi quay sáng sớm ấy, cái mặt trời bắt đầu mới hé lên này. Đấy, chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc tốt đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào.